mình nha. Thì hôm nay em đang có mặt cái chị mình nè, một cái bộ đầm tây cực kỳ luôn. Và mặt của mình sẽ là TTV565 cho mình nha. Đây, một cái bộ em đầm hoa mới vừa ra mắt về hàng cho mình luôn. Và hôm nay sẽ được giảm giá trên cái video của em nha. Mẫu này đang được bán mức giá siêu rẻ là còn 445.000 thôi. Mình chốt cho em mã là TTV565 kèm số hạt cho em nha. Mẫu này hiện tại là có một tông màu duy nhất là cái tông nền trắng nè, kết hợp là cho em là tông màu hoa nâu cam nha. Cái màu lên rất là tay cho mình luôn. Và thiết kế của mình là dạng form xòe nhẹ, con với bèn đuôi cá cho em. Mẫu này là chất liệu là von hàng và có túi sườn hai bên cho em nhé. Em thử xoay đằng sau các chị yêu mình xem thử cho em cái form nè. Rồi, mẫu này cho em là TTV565 nha. Sale giá trên video của mình là còn 445.000 thôi. Mình đặt hàng để cho em mã phía nếu cho em là TTV565 nha. Kèm số điện thoại, em nhờ các bạn nhân viên liên hệ cho mình. Đủ size cho mình là từ size S, size M, size L, size 1X và 2XL đến 3XL luôn nha. Cảm ơn tất cả các chị đã xem hết video này của nhà TTV. Và các chị ơi, hãy nhớ nhấn vào nút đăng ký để có thể nhận được thật là nhiều thông báo của nhà em. Và nếu như mà chị em nào nhà mình ưng ý sản phẩm của nhà TTV, hãy để lại cho em xin mã sản phẩm cộng màu và thêm giùm em số điện thoại. Các bạn chuyên viên bên nhà em sẽ liên hệ lại tư vấn và chốt đơn hàng.